Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 93. Chuyện ngộ độc do luyến ái. Tiền thân Visasa Bojana. Chớ tin người thân tính. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về sự thọ dụng dựa vào người thân. Nghe nói trong thời ấy, các tỷ kheo phần lớn tự bằng lòng với bốn vật dụng do bà con cúng dường và thọ dụng các vật ấy mà không suy tư. Viện lẽ rằng khi còn là cư sĩ, họ đã nhận đồ vật từ mẹ hay từ cha, từ anh em hay từ chị em, từ mẹ nhỏ hay từ cha nhỏ, từ chú cậu hay từ cô dì. Bậc đạo sư nghe việc này, nghĩ rằng cần phải cho các tỷ kheo một bài thuyết pháp. Vì thế Ngài họp các tỷ kheo lại và nói: Này các tỷ kheo, dầu người cho là những người bà con hay những người khác, tỷ kheo cần phải suy tư khi thọ dụng bốn đồ vật. Thọ dụng không suy tư khi đúng thời, tỷ kheo không thể thoát khỏi tái sanh làm dạ xoa hay ngạ quỷ. Thọ dụng các đồ vật không suy tư cũng giống như thọ dụng thuốc độc. Và thuốc độc dầu từ người cho là người thân tính hay người không thân tính vẫn giết chết được. Thuở xưa có chúng sanh thọ dụng thuốc độc do bản thân tính cho và đã đi đến mạng chung. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị triều phú giàu có. Bồ Tát có một người chăn bò. Khi đến mùa lúa chín, kẻ ấy liền bắt các con bò lại, dắt chúng vào rừng làm một cái chuồng bò và sống tại đấy để chăn giữ chúng. Thỉnh thoảng kẻ ấy mang sữa về cho vị triệu phú không xa chuồng bò bao nhiêu. Có con sư tử trú tại đấy. Các con bò cái vì sợ hãi sư tử nên sữa khô cạn không có nhiều. Một hôm khi người chăn bò đem bơ chín cho vị triệu phú, vị ấy hỏi: Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy? Người chăn bò nói rõ lý do: Này bạn, con sư tử ấy có ái mộ ai không? Thưa ông chủ, nó thân ái với con nai cái. Vậy bạn có thể bắt được con nai cái không? Thưa ông chủ, được. Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn xoa đi xoa lại, bắt đầu từ trán đến hết cả lông trên thân con nai, để cho khô. Sau 2-3 ngày, hãy thả con nai cái ra. Con sư tử vì luyến ái con nai cái, sẽ liếm thân nó và sẽ đi đến mạng chung. Hãy lấy da, móng, răng và mở con sư tử rồi đem lại đây. Nói xong, Bồ Tát đưa cho thuốc độc và bảo kẻ ấy đi. Người chăn bò đặt lưới, bắt được con nai cái và đã làm như được dặn. Con sư tử thấy con nai cái với lòng luyến ái mạnh, liếm thân con nai cái và mạng chung. Người chăn bò lấy da sư tử vân vân và đi đến Bồ Tát. Ngài biết sự việc xảy ra liền nói: Không nên luyến ái người khác. Con sư tử, vua các loài thú có sức mạnh như vậy, nhưng do ái nhiễm nên quá thân mật, liếm thân con nai cái, ăn phải thuốc độc và mạng chung. Nói vậy xong, Ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp và đọc bài kệ này: Chớ tin người thân tính, chớ tin người không thân, do tin sợ hãi đến như sư tử nai cái. Như vậy Bồ Tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ người triệu phú là ta vậy. Ha ha ha,